Thông tin thời tiết sẽ tiếp tục ngay sau đây. Thời tiết tại đồng bằng sông Cửu Long ngày hôm nay thì có gì đáng chú ý về chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Dự báo là Tây Nam Bộ hôm nay khả năng sẽ gia tăng nắng nóng ạ. Dự báo là nơi có mức nhiệt cao nhất hôm nay sẽ là Cao Lãnh và Châu Đốc với mức nhiệt 36 độ C, còn tại Tân An, Vĩnh Long hay là Cần Thơ 35 độ C. Những nơi khác như tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau hay là ở Phú Quốc cũng có mức nhiệt khá cao 33 đến 34 độ C. Tại thành phố Cần Thơ hôm nay thì cũng nằm trong vùng nắng nóng ở Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất vào lúc 14 giờ chiều sẽ là 35 độ C. Quý vị chúng ta nên chú ý những biện pháp chống nắng, chống nóng để có thể bảo vệ sức khỏe khi mà di chuyển hay là đi làm ở ngoài trời. Còn trong khoảng thời gian 2 cho đến 3 tiếng nữa thì quý vị chúng ta chưa cảm thấy quá nóng với mức nhiệt 28 đến 30 độ C. Với quý vị chúng ta ở thành phố biển Phú Quốc sẽ có tiết trời dịu hơn ở đất liền, tuy nhiên thì nhiệt độ vẫn ở mức cao 33 độ C. Quý vị chúng ta nên hạn chế tắm biển hay là vui chơi ở ngoài trời trong khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ chiều. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo hôm nay vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây không quá cấp 4 là mức an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, dự báo gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.